Bây giờ nó mới lượn lượn ra tí. Cái đàn này là đúng lắm đi, chết nhiều. Bốn chục con. Bốn chục con nuôi con này á? Còn hai chục. Mình bán bớt đi rồi. Còn hai chục. Hơn hai chục tí. Kiểu có mấy cái mẹ non về để nó nuôi có mấy ấy. Con này có lúc tưởng chết này. Em ơi, cái này đàn này nó hơi to nó.